cách xào rau muống xanh, giòn, ngon, không bị đen. Cộng rau muống thì ống, mượt, thơm ngon, rất là hấp dẫn luôn quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay thì Quỳnh Phương có một cái món chay ngon, dễ làm, muốn gửi đến quý vị. Đó là món rau muống xào chao, giòn, xanh, cộng rau muống thì ống mượt, rất là hấp dẫn luôn. Rồi cách làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp để xào chao rau muống với Quỳnh Phương nha. Trước tiên thì Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là một bó rau muống. Bó rau muống này thì khoảng nửa ký thôi quý vị. Để rau muống xào nó ngon á thì Quỳnh Phương sẽ loại bỏ bớt mấy cái lá nữa ha. Chủ yếu mình xào cái cọng không đi thì nó sẽ rất là ngon. Mình chỉ chừa lá một ít thôi. Nó coi cọng nào nó vàng hay gì đó, thì nó hư gì đó thì mình cũng lặt bỏ hết cái phần lá đó luôn nha. Rồi mình lặt lá sơ qua rồi. Giờ mình sẽ cắt rau muống ra. Cắt bỏ đi cái phần gốc nó cứng á, cắt bỏ hết. Xong rồi mới cắt thành những cái đoạn vừa vừa ăn vậy đó. Đó. Sau đó thì mình cắt bỏ cái phần lá, cái phần đọt á, mình bỏ một ít luôn nha. Bỏ đi cái phần đọt. Xong rồi mình sẽ đem ngâm cái phần rau muống này nè trong nước vo gạo á. Hoặc là mình lấy xíu gạo mình quậy vô nước, rồi cho thêm xíu muối vô nữa, mình quậy ra. Rồi mình ngâm cái rau muống này nè, khoảng 5-10 phút rồi đó. Đó, giờ mình sẽ kiểm tra lại ha. Trong lúc ngâm thì tranh thủ kiểm tra lại coi cái cọng rau muống nào nó có bị vàng, bị hư gì đó thì mình cũng loại bỏ luôn. Đó, mình ngâm cho nó ngập nước luôn ha. Nên trong lúc này thì Quỳnh Phương cũng đã chuẩn bị sẵn khoảng 10 miếng thịt lát chay. Đó. Rồi mình ngâm khoảng cũng 30 phút rồi đó. Bây giờ nó mềm nè, bình thường nó ở dạng khô. Khi nào dùng á thì mình mới đem đi ngâm đó. Mình kiểm tra cái miếng đó là nó mềm đều hết á, mình ăn nhẹ nhẹ nè. Mình thấy nó mềm đều hết là được. Sau đó mình mới đi dắt nước ra. Nó mình dắt cho nó thiệt là ráo nước. Thì đó, nhớ là mình cũng rửa rửa một cái nha. Rửa xong rồi mình dắt cho nó thiệt là ráo nước. Rồi giờ mới đem ra để vô cái tô. Mình xé ra nha. Cái miếng này nó cũng hơi to to á. Quỳnh Phương sẽ xé nó ra cho nó nhỏ nhỏ một xíu cho nó vừa ăn. Nó mình xé ra hết rồi. Sau đó mình sẽ nêm gia vị. Gia vị thì đơn giản lắm. Quỳnh Phương nêm xíu hạt nêm chay cho nấm. Đảo qua đảo đời rồi. Giờ mình để nó qua bên đi. Tiếp tục mình làm công đoạn tiếp theo. Đó là mình sẽ lấy cái phần rau muống này ra. Mình đem lại cái vòi nước á. Mình xả, mình rửa cho nó thiệt là sạch. Để vô cái thau to to. Rồi mình rửa thiệt sạch để ráo. Mình tiếp theo mới chuẩn bị cho Quỳnh Phương thêm vài tép tỏi, khoảng 4 tép vậy đó. Mình không dùng tỏi thì bỏ qua công đoạn này giúp Quỳnh Phương ha. Thì mục đích ăn chay thì mình sẽ dùng cho nó phù hợp với gia đình mình nha. Rồi, bây giờ thì Quỳnh Phương băm cái phần tỏi này nó nhuyễn rồi nè. Để sang bên. Tiếp theo nữa là quý vị chuẩn bị thêm 4 tép tỏi nữa. Tỏi này thì mình sẽ cắt lát ha. Đó, mình sẽ cắt thành những cái lát mỏng mỏng vậy là được. Rồi, để qua bên. Quý vị cũng chuẩn bị cho Quỳnh Phương mấy trái ớt ha. Rồi để ăn bên. Sau đó thì bắt một cái nồi nước sôi lên. Mình sẽ chần cái phần rau muống này trong nước sôi. Mình chần nhanh thôi ha. Đảo qua đảo lại.
Nó thấy cái phần rau muống này nó đậm đậm màu xíu là được rồi đó. Bình Phương chặn nhanh thôi quý vị. Nó thấy nó chuyển qua cái màu xanh là thấy được rồi đó. Rồi bắt đầu mình đảo qua đảo lại một cái nữa là mình vớt nó ra. Lúc này thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương sẵn một cái thau nước lạnh ha. Nó có nước đá thì càng tốt, có nước đá thì nó sẽ giòn hơn đúng quý vị. Không có thì mình dùng nước lạnh mình để tủ lạnh á. Thiệt lạnh thì mình lấy ra để mình chần cái phần rau muống này cũng được. Mà có nước đá thì càng tốt nha. Nó sẽ giúp giữ được cái màu xanh của rau muống nè, cũng như có độ giòn á, nó tạo sự sốc nhiệt đó quý vị. Rồi lấy ra để ráo. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị chao. Chao thì Quỳnh Phương chuẩn bị khoảng nửa chén nước mắm vậy đó quý vị. Mình chuẩn bị keo chao nhỏ, mình xài khoảng 2 phần 3 keo chao nhỏ. Mình canh cỡ nửa chén nước mắm nhỏ ha. Mình cho cái phần nước vô luôn. Tiếp theo thì Quỳnh Phương sẽ dằn vô đây xíu bột ngọt với đường á. Đường thì mình cũng cho ít vô luôn, tùy khẩu vị mình sẽ cho đường nha. Rồi bây giờ thì tán cái phần chao này ra cho nó nhuyễn nhuyễn một xíu, đừng lát mình dễ xào á. Rồi mình để nhuyễn nhuyễn gì là được rồi. Tiếp theo là chúng ta bắt cái chảo lên, cho một tí dầu vô khoảng muỗng vậy quý vị, hơn muỗng xíu cũng được. Rồi bây giờ chán cho nó đều nha, dầu cho nó đều cái chảo á, rồi mình đợi cho dầu này nó sôi sôi lên xíu, nó lên tìm nhỏ nhỏ vậy đó, mới bắt đầu cho tỏi vào. Tỏi mà tỏi băm á, mình Phương cho tỏi băm vào trước để mình phi, đảo qua đảo lại cho nó đều. Nên mình đợi chút xíu là cái phần tỏi này nó sẽ thơm lên nè. Đó, khi mà thấy thơm thơm rồi đó, được rồi đó quý vị, có vài miếng hơi vàng vàng là được. Bắt đầu cho cái phần thịt lát chay vô. Đó, thịt lát chay cho vô rồi mình đảo qua đảo lại mình xào thêm xíu nữa cho nó thơm á. Rồi sau đó quý vị chuẩn bị cái phần nước chao mới nãy mình, cái sốt chao nữa mình pha đó, mình cho vào luôn. Rồi tùy khẩu vị mình có thể gia giảm gia vị cho nó vừa ăn hết quý vị. Mình tùy loại chao mặn nhạt nữa, mình nêm nếm lại một xíu cho nó vừa khẩu vị mình. Rồi bây giờ thì cho thêm nước, Quỳnh Phương cho thêm nửa chén nước, nửa chén nước mắm đó nha, chén nhỏ đó. Cái chén mà mình định chao mới nãy đó, một chao thì một nước, đó, nửa chén chao thì nửa chén nước cho vào đảo đều. Sau đó mới cho rau muống á, nãy mình chần rồi đó, nhớ là mình để cho nó thiệt là ráo nước nha, vũ vũ một xíu cho nó ráo nước. Mình cho vô, để lửa lớn mình xào, mình đảo đều một xíu. Đảo ra qua đảo lại cho cái phần sốt chao này nó phủ đều lên rau muống ha. Nó giữ được cái màu xanh rất là đẹp nè quý vị. Rồi, sau đó thì cho tỏi nè, tỏi sắt lát, rồi cho ớt vào, để vô đảo đều một xíu nữa là mình tắt bếp được rồi đó quý vị. Ai ăn tiêu quá, ai thích tiêu thì có thể gắt một miếng tiêu lên, hoặc là khi đem ra dĩa thì mình cho tiêu lên cũng được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gắp cái phần rau muống mình vừa xào xong ra dĩa. Mình gắp ra hết rồi,
mình sẽ chan cái phần nước chao còn nước xào á, nước xào chao lên. Nhìn cũng rau muống rất là hấp dẫn luôn. Kết hợp với thịt lát chay nữa. Có ngay một cái món xào chay thơm ngon hấp dẫn hết quý vị. Rồi Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Nếu yêu thích đừng quên ấn cho Quỳnh Phương xem một like và chia sẻ cho nhiều người hơn. Biết về các món chay ngon đơn giản hết quý vị. Một lần nữa thì chúc cả nhà mình ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.